Anh ấy kì hai tha mò chùm lại. Chà chùm rịp xua bông bông tầng ọc nìa. Thằng ngày này phong đáy nên khá nhóm chăng mọc bằng hai bì rộ biếp bò oyster. Chúng đọt bông bông này bàn tu xa ná tha cá bò oyster. Cứ bạp mạch bì bông miên bông bông mùi chùm nốn khá lá. Cứ cột ở thọc khơi nên khá nhóm nhằm oyster nâng á. Chẳng có cột ở xua nên khá nhóm tha bộ oyster nó cái bộ là biệt mạch chứng á ní cứ chưa cầm bật cha cầm bật ní có cái prà đa bàn tay chỉ thò mặt đá niên khi nhom prà cầm bật mũi nè cha xoa mày niên khi nhom mày niên khi nhom mấy bông bông xong tô xoa mày niên khi nhom prà cầm bật mục ruồi tụi bạn này hết không cả bộ oyster nó ngớ bông bông cha lỡ cứ mà đo cả bộ oyster đồng bay bằng hành chun bông bông tại mà đón bị pru niên khi nhom chưa chạy tham miên bông bông chỉ tràn prà hai chỉ ọt che bộ oyster để sàn nơi sọc dương cứ cái bộ nhằm sập sập chẳng á để chẳng ọt che bộ nơi sọc ní tam hang có cái bộ nhằm sẹp sẹp đã bông bông phần tại đó lấy cứ chỉ tu tới bởi chỉ chun rắn bị chấn cái che bộ oyster nâng để khuôn ai để sàn cái chỗ chật tinh máu bộ khuôn ai chẳng á chẳng kim miên ôp cò kê sầm rập bộ oyster hay oyster nơi bờ tây rắn cứ pân pân nâng ai bông bông bị tràn á bên nơi sọc đá cứ oyster thoát chiềng tại nơi sọc thì che cứ oyster sẽ thoát để bông bông chẳng ở oyster nâng bị tràn cái nhám khai thì che cứ ở sầm miên khăn tại còn miên này chỗ chật oyster khai cả đai đai bị thoát á bởi nhưng không còn nên không chỗ chật đai oyster thoát thoát nâng chập đá ấm nếu bông bông những đạn cả sai thoát chẳng mất á còn ở chặt lụt lìa đáy hay dùng tục bạc nâng máu hay dùng chì quả bạc nè cha từ chặt thật lồng nhía cha nâng ngày cứ quan chẳng á nâng ngày nghe xưa luôn mình tên bông bông không ca có hát tại bà sân chỉ bóng bóng đã thật lọc cho cô tế cư bà bị bố miên bóng bóng khá có xua nhưng không bê khơi nhưng không tư xa mọt đó có xua thật cô mà chân á à lời nhưng không bằng hai bì là biệt cô cứ quan chân ai bóng bóng là ngày oyster nâng nhưng họ mục bê sân chà hay cả bật cái miên cả bật cái cô hành chân á tên nồng ấy bông bồn này ôi oyster cái tên nồng ấy chẳng hạn như bông bồn hay nơi ở bờ tây prang đi oyster cái ăn nhâm đôi nơi sọc dương ấy cái nhâm ở chùa mùi khổ chma được coi tập khmer hết chà tập khmer tập bèm bị chu được coi tập khmer bao cái lá tâm hòm tâm prang chẳng hạn á tại bờ nơi bờ tây dương cứ nhâm chùa mùi ở bà lái hay nâng tập thầy có con bột chà cứ nhâm tập điểm tập lọp khóc khóc như đá cái ta mà có tên mùi muối đài này dùng nơi ca chất nhắm á nạc lạc thiết có quạt do tự ăn do tự ấy chân á nó bông bồn này anh ấy cái hai tha thơm mô chùm lại chào bông bồn nhưng chùm hai tha thơm mô chùm lại đọc thơm mô đó ấy chân mà hơi tới do tự nhắm bàn thủ thiền oyster nó cứ chân á thơm mô chùm lại con bứ nè mới hot mới จุด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 
bạn bạn nâng oyster rụp riêng oyster nơi bờ tây prang các bạn nâng ạ ớt cầm áp thóc thóc mồn mồn đuôi oyster nơi ở sọc dương nghe bông bông chà nên đi oyster kia là bị hình châm chà nâng ấy khu xa nâng nhông dậy cả tháng khai là nghĩa cứ oyster nâng ớt sơ thoát để bần ta bần nơi sọc dương với kia này dùng nhằm oyster thoát á bố bên miên khlanh hay cái thác tì chẳng anh chẳng á bông bông nâng ấy ta bần nơi sọc kê nít kia nhằm mê cái nhám thật hai là nghĩa việc sơ miên khlanh mà khai cái đá cứ khlanh chở nó oyster thọt giật khlanh nhá trong bảng kiện nhám mề phần tai đau ca chua chật đai bông ôn phù miên ở nè chua chật đai á đội những trong mấy những trong chua chật á oyster thọt cầm áp sự thật khlanh nhá cứ nhám tập pin mua thay tim men bông ôn những trong chua chật phần tai để sao nên để kê cái chuẩn cái nhám chăng á chả được pin chăng còn nhám là biếp nơi sọc bảng từ chàng chân nên nhom áo sơ mi nên nhom bộ bằng hàng chun bông bông một tiệt cha cứ bộ chân ấy chỉ cho bằng hai mót hai cọ bạn nâng cha cứng chân
cha lời cứ ban mình chào hai bông ôn rồi roll hai oyster rồi bọn nín nhóm cứ ban co hai 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 cứ ban bằng hai chun pi sẽ cam một hiệp co oyster chun bông ôn ở ban tu sơn đại thà cái co bài mày chứ cha lời cứ ban rồi roll là hai oyster này đi oyster thoát men vận tải chăng anh nhé bông ôn chăng anh tam bài pan bát tê mùi mùi chăng anh á vì miền oyster thoát oyster scom tự tam sọc tam bát tê sọc đại sọc tự chạy chăng tây cha cứ bài nương anh chàng chàng ở lời nên khi nhóm xôm ở côn nơi ca tam đàn tu sơn à bỏ bông bồn nơi vị tổ mình đi bị đau mà hồn mặc đo chọp á chàng xôm bông bồn chú xe vị tổ này bàn chân phong đai đồng bày chai đồng lấy tự đọt bông bồn xem xinh tiết để còn mình toàn chạy bỏ oyster chàng không cần áp bên ní nên khi nhóm xôm ở côn xôm cổ rụp chung điệp lia bông bồn tại trầm bồn nè xinh chụp nên khi nhóm nơi ca kra kra tiết ở côn chung điệp lia.